Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78-2002 NDCP, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Gia Viễn đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trước đây, gia đình anh Trần Văn Tuyên là hộ nghèo nhiều năm liền của xã Gia Thắng. Từ khi địa phương triển khai chương trình tín dụng hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình anh đã được vay 100 triệu đồng để phát triển kinh tế với mô hình nuôi thả thủy sản. Đến nay, gia đình anh Tuyên đã thoát nghèo. Rất cảm ơn Ngân hàng Chính sách với lại nhà nước đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi có tiếp cận được đồng vốn của hộ nghèo với thoát nghèo, để nâng cao cái hiệu quả nuôi với có đồng vốn duy trì những cái con giống tiếp theo, những nước tiếp theo để làm phát triển kinh tế. Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, đến nay trên địa bàn huyện Gia Viễn đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng doanh số cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng cho gần 60.000 lượt hộ vay. Tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là hơn 356 tỷ đồng. Với hơn 12.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay, gấp 18,8 lần so với khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân gần 17% một năm. Thì trong thời gian vừa qua thì hội dân xã đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện thì triển khai các cái chính sách đến với lại các cái đối tượng vay tại xã. Thì hiện nay dư nợ của hội dân xã Gia Thịnh là 12 tỷ 132 triệu cho 365 hộ vay. Thì thông qua những cái nguồn vốn này thì các cái đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo và các cái đối tượng có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế thì đã tiếp cận và thực hiện tốt các cái mục đích sử dụng của mình. Qua đó thì những hộ nghèo và hộ cận nghèo thì có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp cho có một cái vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt chúng tôi cũng đánh giá cao cái nguồn vốn từ chương trình giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương đã giúp cho hàng trăm lao động có việc làm mới. Và hiện nay đối với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách thì chúng tôi có 7 chương trình với dư nợ khoảng gần 11 tỷ đồng cho 279 hộ vay để tiếp cận nguồn vốn, đã đáp ứng phần nào cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của bà con nhân dân ở đây. Trong 20 năm qua, đặc biệt từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Gia Viễn đã góp phần giúp trên 15.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 5.000 lao động, 11.202 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng 45.054 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nông thôn, 206 căn nhà ở cho hộ nghèo. Sau 20 năm thực hiện đưa chính sách cho vay ưu đãi tín dụng đối với người nghèo vào cuộc sống thì Ngân hàng Chính sách Xã hội nói chung và hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Gia Viễn đã tiếp cận được với người nghèo, và đây cũng là một trong những công cụ hữu hiệu và phát huy được tính hiệu quả nhất của huyện đối với lại người nghèo, và với mục tiêu giảm nghèo đã đạt được để đưa huyện trở thành một huyện nông thôn mới vào năm 2020 với tỷ lệ hộ nghèo hiện tại chỉ còn dưới 3% vào năm 2021. Trong thời gian tới thì bám sát vào các định hướng phát triển của ngành, của địa phương thì và sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng như của huyện ủy, ủy ban nhân dân ở huyện Gia Viễn thì chúng tôi cũng sẽ luôn tích cực chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn là tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo là giải ngân nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện, giúp cho người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để có đồng vốn để tạo công ăn việc làm, có phương án sản xuất để vươn lên thoát nghèo và vươn lên thành những hộ khá giàu của địa phương. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách và xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Viễn là công cụ giải pháp lâu dài để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.